Chào mừng đến với tiệm tạp hóa Peppa Pig. Tha hồ shopping với những món yêu thích nhé. Thanh toán với bàn tính hộp có âm thanh đi kèm. Nhấn nút để mở kết sắt nào. Bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt, tiền xu hay bíp bíp chỉ với một bước quẹt thẻ đơn giản thì thanh toán đã hoàn thành. Thật thú vị, hãy cùng Peppa Pig vui shopping. Khuyến mãi đặc biệt trung thu cổ tích, giảm 30% khi mua máy tính tiền Peppa, điện thoại Peppa. Hãy mua ngay. Các bạn nhớ đăng ký thành viên kênh My Kingdom Channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.